Chợ Vinh Cơ nằm ngay sát cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Lâu nay đã được giới thương lái gọi là thiên đường hàng giả, hàng nhái, chuyên buôn bán các loại linh kiện điện tử và điện thoại. Tất cả được đưa từ Trung Quốc về, nhiều nhất là điện thoại iPhone, Samsung, Vertu. Theo người bán hàng, chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu đã có một chiếc iPhone 7 không khác hàng chính hãng như thế này. Qua một cửa hàng khác chuyên bán các dòng máy iPhone, phóng viên đã được giới thiệu kỹ về nguồn gốc và đường đi của các sản phẩm này như thế nào để đến được tay người tiêu dùng. Theo người bán, điện thoại iPhone ở đây là hàng cũ, được dựng lại gọi là iPhone xấu. Giá của những chiếc iPhone này rẻ hơn 1/3 so với giá của điện thoại hàng chính hãng. Trao đổi giá cả xong với phóng viên, chủ cửa hàng cho biết chỉ cần có nhu cầu lấy số lượng bao nhiêu thì gọi điện đặt hàng, cửa hàng sẽ gửi đến tận nơi. Cái hàng này không, bọn tớ chỉ có hóa đơn ở quầy thôi, cũng có hóa đơn đỏ cho bạn đi đường đâu. Này là hàng đấy mà, hàng lậu mà, nó gọi là hàng lậu mà, vậy bạn đi Hà Nội bán là biết không sao đâu. Còn nếu như bạn chuyển hàng, ví dụ như là bạn lấy lô đầu tiên, tớ vẫn giúp bạn gọi người chuyển về Hà Nội cho bạn. Đó, bạn thanh toán ở đây cho tớ, về đấy thì bạn không, về đến đấy thì người ta giao hàng cho bạn là được rồi. Sau đó hôm nào mà bạn lấy hàng thì bạn gửi chuyến đầu tiên này thì người ta cứ giao hàng tận nơi cho bạn. Xong rồi bạn lấy hàng đấy là bạn xuống tiền đủ cho người ta thì thôi. Cách đó không xa, có mặt tại một cửa hàng trên đường Trần Phú. Việc mua bán công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao được diễn ra có phần kín đáo hơn. Qua quá trình dò xét, người đàn bà này mới quyết định gọi người mang một túi màu đen sang, lấy từ trong túi ra một loại đèn pin kích điện siêu sáng. Khi vận hành, loại đèn pin này có thể phát ra luồng điện lên đến 2.100 kV, đủ để làm tê liệt một người khỏe mạnh. Đèn nó sáng hơn, pin nó khỏe hơn. Điện thoại không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kém chất lượng, cùng các loại hàng cấm ngày ngày vẫn được bày bán công khai tại chợ Vinh Cơ và các chợ ở khu vực lân cận trên địa bàn thành phố Móng Cái. Như thế này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng việc quản lý, kiểm tra, xử lý các mặt hàng này đang bị buông lỏng, hay do một lý do nào khác? Đường đi của các loại mặt hàng này về nước ta như thế nào? Báo Dân Sinh sẽ thông tin tới quý độc giả trong những phóng sự tiếp theo.